Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu đến chủ đề mua hàng phần số 9. Hello, I'm Philip. I'm here to help you learn English. Rồi, chúng ta nghe thử từ vựng nhé. Damage, item, exchange, refund, within, purchase, date. Rồi, các bạn lưu ý này, từ damage. Cả động từ, cả danh từ nhé. Item thì là hàng hóa. Exchanged thì là trao đổi refund động từ nhé còn cái danh từ đọc là refund là hoàn tiền within within là trong vòng ví dụ trong vòng một ngày purchase thì nói mãi rồi date động từ là hẹn hò danh từ là ngày chúng ta nghiên cứu về ngày hôm nay nhé damaged items can be exchanged or refunded within a week of the purchase date rồi các bạn nghe lại một lượt này. Damaged items can be exchanged or refunded within a week of the purchase date. Rồi, bây giờ chúng ta thử dịch nhé. Damaged. Rồi cái câu của chúng ta ngày hôm nay, damaged items can be exchanged or refunded within a week of the purchase date. Refunded. Các bạn đọc ở đây này, within, within a week of. Âm. Đó, tóm lại là cái câu này damaged là hư hỏng, items là hàng hóa, exchange là trao đổi, refunded là hoàn tiền. dịch trong vòng A week of một tuần purchase date là ngày mua hàng chúng ta dịch thô thì sẽ là như sau hàng hóa bị hỏng có thể được trao đổi hoặc hoàn tiền trong vòng một tuần của ngày mua nghe thì cũng đại khái là nắm được ý rồi nhưng mà nó chưa hay đúng không chúng ta chỉnh một chút này những sản phẩm bị lỗi có thể được đổi lại hoặc hoàn tiền trong vòng một tuần kể từ ngày mua hàng đó nghe hay hơn rất là nhiều các bạn cứ tập dịch đi dịch lại xong rồi sửa những cái câu mà mình dịch ấy thì dần dần nó sẽ lên mãi rồi nó quen đây nhá hôm nay chúng ta có cái bài bài tập về nhà này đó thì các bạn nghiên cứu xem là câu này sẽ dịch như nào in addition if your purchase is over 500 dollars you will be given a vacuum free of charge đó các bạn nghiên cứu thử nhé ngày mai mình sẽ đưa đáp án chào các bạn